Những sản phẩm đáng yêu từ các cuộn len đầy màu sắc là sáng tạo của Lê Lâm Nhật Huy. Chàng trai 9X này được biết đến như người tiên phong đưa nghệ thuật bơm bơm đến gần hơn với người dân Việt Nam. Nghệ thuật bơm bơm vốn đã phổ biến ở châu Âu, thường được ứng dụng trong thời trang như quả bông gắn trên mũ len. Những năm gần đây, các nghệ nhân đã phát triển nghệ thuật này, tạo hình những con vật và nhân vật hoạt hình. Từ các quả cầu nhỏ, sản phẩm bơm bơm dần được biến tấu thành những tác phẩm phức tạp, thậm chí tái hiện nguyên mẫu với kích thước lớn. Nếu như chúng ta nghĩ tới len sợi đi thì chúng ta sẽ liên tưởng tới bộ môn nào đang móc, mà ít ai biết đến là ngoài đang móc ra chúng ta còn có thể sử dụng len để chúng ta có thể quấn và sau đó chúng ta sẽ cắt tỉa. Thì mình muốn nhiều người Việt Nam biết tới cái bộ môn này hơn, tại vì mình cảm thấy rằng cái bộ môn này rất là thú vị, rất là độc đáo mà ít người Việt Nam mình biết tới quá. Thật ra mình trở về Việt Nam mà mình sẵn sàng mình đi dạy, mình làm những cái clip hướng dẫn để mong muốn rằng là người Việt Nam mình ngồi sử dụng len để đang móc ra thì chúng ta có thể sử dụng để mà cắt tỉa tạo ra được những sản phẩm rất là dễ thương như vậy. Các tác phẩm của Huy rất đa dạng, từ nhân vật hoạt hình đến các món ăn, nhưng nổi bật nhất là các mẫu bơm bơm thú cưng. Để tạo ra những sản phẩm sống động, Huy phải nghiên cứu giải phẫu động vật, phát thảo và lên biểu đồ sắp xếp lớp len. Quá trình quấn len và tạo hình trên khuôn đòi hỏi cao về sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Khuôn bơm bơm có kích thước từ 2 đến 11,5cm, được lựa chọn tùy theo yêu cầu của từng sản phẩm. Độ phức tạp của mỗi tác phẩm quyết định thời gian hoàn thiện, có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày. Do đó, giá thành cũng dao động từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Đa phần những cái đối tượng khách hàng của mình đa phần là những bạn trẻ yêu thích động vật và yêu thích những cái món mà nó dễ thương vậy đó, nó mềm mại, nhẹ nhàng. Họ dễ dàng có thể làm vật trưng bày này, hoặc là có thể là móc khóa này, hoặc có thể là trang sức, rất là nhiều loại mà có thể thì khách hàng đa phần là họ thấy rất là dễ thương, rất là độc đáo, đặc biệt là những sản phẩm dưới dạng tạo hình động vật. Tại vì đôi khi là những khách hàng của mình thì họ sẽ yêu cầu là tạo hình riêng theo cái mẫu thú cưng của họ, thì mình cũng sẽ có những đơn đặt hàng riêng, mình làm riêng cho họ. Như vậy thì lúc mà họ nhận được thì họ cảm thấy rất là ý nghĩa, tạo ra được một sản phẩm chân thật như vậy. Vốn là du học sinh ở Canada, Huy quyết định tạm ngưng con đường học vấn để trở về Việt Nam theo đuổi đam mê khi bén duyên với bộ môn bơm bơm. Từ năm 2018, Huy đã dành 5 năm miệt mài phát triển và lan tỏa nghệ thuật bơm bơm. Anh chia sẻ kỹ thuật trên các nền tảng mạng xã hội và từ năm 2022 trở thành giảng viên dạy làm bơm bơm tại Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của Huy là cuốn sách Bơm 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 Over 50 Mini Bơm Bơm to Make, phát hành tại Anh và được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Không chỉ dừng lại ở kinh doanh, Nhật Huy còn tổ chức các workshop để truyền cảm hứng, giúp nhiều người tìm thấy niềm vui và đam mê với nghệ thuật bơm bơm.